Bơi lại. Bơi như nhái. Nhái. Thích bơi mà. Bơi từ người thích bơi lại lắm. Hồi bơi thích. Sơn nó thấy mày mới yên tâm hay sao? Trong đó ông Sơn ông chẳng biết bơi. Vâng, ông bây giờ ông lóp ngóp tí rồi. Lại dậy đi chứ. Không dậy rồi ông biết bơi nhưng mà kiểu bơi còn làm sao giỏi được. Muốn bơi giỏi phải bơi từ bé. Mới lại luyện tập. Chắc là bơi crawl là dễ mà nước vào tay á. Tí nữa thì muốn nhảy. Đây họ cũng giải một ít cát. Cát trắng. Chắc là chỗ khác, còn cái cát ở đấy cũng có. Có cát đấy ở bên trong. Là bùn ạ. Biển Cần Giờ là bùn đen. Bùn. Đây nó phải chở từ đâu về. Bùn đen là giống cửa sơn đấy, cửa sông. Cửa sông ấy, đây cửa sông. Vâng. Rồi. Hai chị vùng vẫy. Hai chị vùng vẫy. Trong làn nước mát. Rồi. Đi đi. Thì mai có khi tí nữa ông xuống ấy chứ lại. Thì mai không đem đồ. Mượn thuê. Thuê mà kiểu này nó vắng ngắt thế này lấy đâu ra. Mọi khi nó đông đúc. Phải mua. À đây.